Trưa 22 tháng 10, khi hội trường của giáo sứ Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang tổ chức đám cưới với khoảng 500 khách tham dự, thì bất ngờ phía sau dàn nhạc chập điện làm bùng phát ngọn lửa. Khói và lửa nhanh chóng bao phủ sân khấu rồi lan khắp hội trường khiến người dân hốt hoảng, nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã huy động 4 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ, nhưng phải hơn 45 phút sau ngọn lửa mới được dập tắt. Dù không thiệt hại về người nhưng tài sản trong hội trường đã bị cháy rụi, ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.